Hello, chào bạn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu nốt cái bộ sản phẩm mà mình và đứa cháu nó đặt trên Zalora. Chả biết nó đặt gì mà tận 44.000 đây. Ok. Thì cái nói chung là đây có một vài địa chỉ của cái shop Zalora và cái này chả biết mấy sản phẩm mà lên tới 44.000 tiền ship. 44.000 cả ship nhỉ? Đây 44.000 này. Số tiền phải trả 44.000. Ok, giờ mình sẽ bóc ra bạn xem. Đây có cái đường tháo đây. Đường hình cái kéo này à? Để trung bản chúng ta bóc ra. Cắt từ đây, ok. Đây nhân bản. Đây để mình xem có những cái gì. Đây là có các đổi trả sản phẩm đây. Vòng tay gì? Vòng tay đính trăm, nhẫn vuông đính pha lê, nhẫn vuông đính pha lê, vòng cổ. Rồi toàn đặt linh ta linh tinh này. Vâng, thế là ba cái. Vâng, thế là ba sản phẩm. 3 x 5 = 15. Đây đây. Đấy, ba sản phẩm 15.000 cộng 29.000 ship đấy. Tổng cộng 44.000. Đó. Hóa đơn đỏ. Vâng, ai đặt ở công ty thì trừ 10% thuế. Hoàn thuế. Toàn là đồ trang sức này. Xưởng đồ trang sức 44.000 ba cái. Mắt ảo. Đây. Vật cái này chả hiểu cái gì luôn. Sau này chúng ta có cái nhẫn này. Đấy. Vì đây nhẫn một size. Một size mình đã vừa đây made in gì đây? Made in China. Đấy, và nhận vẫn còn cả. Vâng, đây nhận nó kiểu này. Và cái này làm bằng kim loại, không biết có ra chống gì không. Nhìn nhìn khá là đẹp. Vâng, ở trên như kiểu giả kim cương ấy. Đấy, các bạn nhìn không biết có rõ không? Đó. Đẹp. 5.000. Đấy, đeo lên như này. Rồi, nói chung là trả nó. Mình không dùng. Ok, hai là cái vòng. Đây, một size. Bên ngoài khá đẹp được. Khá là nặng. Vòng cổ ạ. À, vòng tay. Trời ơi. Vòng tay, vòng tay cây thông này. Đó. Chỉ mỗi hình cây thông này. À đấy, cây thông thôi. À, đây. Cắt kiểu cái tông vào đây, cái chốt mở ra thôi, để đeo vào thôi. Đây, đeo lên sẽ như này. Vâng, nhìn rất là dị. Đấy, vòng tay khá là nặng. Mình đeo vừa. Tay, ok, sản phẩm thứ 3. Vòng cổ kia. Đây. Vòng cổ nhìn như là vàng, nặng chịch luôn. Nặng hơn cả cái này rất là nhiều luôn. Vòng cổ mắc nặng luôn à, hình gì á? Hình cái thắt lưng à? Đúng không? Hình cái thắt lưng. Hình cái thắt lưng nó đang sâu vào nhau rồi. Đây, vòng cổ. Đây, chả biết cho con trai con gái luôn. Nhưng mà cho con trai thì xin nó vậy. Vô vàng. Không biết vàng thật không? Hay là đeo mấy hôm gì luôn. Vàng thật 5.000 thì hơi ảo. Ok. Vòng này cũng hơi nhỏ nhỉ? Nhưng mà nặng lắm. Này chắc chắn là cho con trai rồi, thôi lấy của nó luôn. Ok, như vậy là mình trên tay ba sản phẩm, một cái vòng cổ, một cái vòng tay, một cái nhẫn. Giá mỗi sản phẩm là 5.000. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Còn đây là hai cái đồng hồ trước cũng 5.000, mỗi cái 5.000. Đấy, còn tất cả là 5, 10, 15, 20, 25.000. 25.000 với cả mỗi một đơn là 29.000 tiền ship nữa. Hai đơn đấy, tất cả đấy. Cũng nói chung là cũng rẻ. Ok, các bạn cảm thấy video có ích, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube của mình để cập nhật những video mới nhất của mình. Về xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tới. Còn mấy cái này, chả. Mấy cái này tí đeo thử xem như nào. Khá đẹp.